Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin Thế Giới và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ 6, 14 tây tháng 8 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên là bản tin từ Trung Đông Iran, thổ nhĩ kỳ lên án Vương quốc Ả Rập thống nhất khi mà bình thường hóa mối quan hệ ngoại giao với lại do thái Iran và à, thổ nhĩ kỳ đã lên tiếng ngày hôm nay và gần như là chỉ trích rất nặng nề đối với là tì, các quốc, các Vương quốc tiểu và tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất về cái quyết định là bình thường hóa với lại à, do thái sau khi có cái nỗ lực bởi tổng thống Donald Trump lãnh đạo của những quốc gia này tố cáo cái vương quốc Ả Rập Thống Nhất và nói rằng điều này là phản bội lại người Palestine. Thỏa thuận đã được đạt được vào ngày hôm qua và sau khi đó thì chính quyền Tổng thống Trump với một cái bản báo cáo và một cái kế hoạch hòa bình Trung Đông dài dày 80 trang trong đó thành lập toàn bộ tất cả các cái ngoại giao giữa các cái vương quốc ở vùng vịnh này với lại Do Thái và đồng thời là sẽ tuyên bố về tất cả những cái uh, giao thương với lại phía do thái giữa lúc mà palestine đang tìm cách thành lập cái uh, quốc gia của họ tại khu vực trung đông đây là một trong những phản ứng đầu tiên của các quốc gia thuộc khối ả rập trong khi đó thổ nhĩ kỳ lại là đồng minh của hoa kỳ và họ nói rằng họ sẽ không bao giờ quên và sẽ không bao giờ tha thứ cho những thái độ được xem là uh, phản bội này của vương quốc ả rập thống nhất trong khi người Palestine đang phục vụ để ra thành lập một cái quốc gia thì Vương quốc Ả Rập thống nhất đã đâm sau lưng người Palestine đó là lời phát biểu của à, Bộ Ngoại giao của thổ nhĩ kỳ đưa ra đây là một trong những cái phản ứng khá mạnh liệt của khu, khu vực Trung Đông riêng tại à, Á Châu thì Malaysia thì chính ông Mahathir Mohamad cựu Thủ tướng của Malaysia cũng lên án nói rằng <laughs> cái việc bình thường hóa mối quan hệ ngoại giao giữa do Thái và Vương quốc Ả Rập thống nhất sẽ chia rẽ khối hồi giáo và sẽ đưa khối hồi giáo vào trong những cuộc chiến liên tục không dừng. Cựu <laughs> Thủ tướng của Malaysia là ông Mahathir Mohamed vào ngày hôm nay thứ sáu gần như là tạt nước lạnh vào một cái thỏa thuận về à, bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa do Thái và Vương quốc Ả Rập thống nhất và cảnh cáo rằng đây là một tiến trình bước lùi của hòa bình và sẽ chia rẽ khối hồi giáo dẫn tới những cuộc chiến tranh bất tận ông ta đã tham gia cùng với một số những thành phần gọi là hồi giáo cực đoan ở khu vực trung đông để mà lên tiếng chỉ trích về cái việc bình thường hóa mối quan hệ ngoại giao này mà trong đó thì phía khối ả rập xưa nay vẫn đối kỳ với do thái trong việc và do thái đã chiếm đóng ở khu vực tây ngạn cũng như là không có trả lại cái đồi golden hay cho phía syria một điều mà dẫn tới sự thù hận giữa khối Ả Rập và phía của Do Thái. Trong khi đó thì Do Thái đã từng bình thường hóa các mối quan hệ với lại Ai Cập và một số những quốc gia khác tại Trung Đông, riêng Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, được xem là đầu tiên hết, là được xem là thành trì của khối Hồi giáo bây giờ, đã chính thức và ban giao dưới nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Trump. Đây được xem là một trong những chiến thắng mới nhất về chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump và điều này gây bất mãn cho thành phần cánh tả và đang tìm cách thọc gậy khối hồi giáo lên án vương quốc Ả Rập thống nhất để tạo ra một cái áp lực đối với vương quốc này và nói rằng là việc này đã đâm sau lưng người Palestine đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Trung Đông ngày hôm nay trong khi đó Hoa Kỳ đã gia tăng siết cổ thêm Cuba khi mà ngăn chặn tất cả các chuyến bay tư nhân đặc biệt bay tới là vùng lãnh thổ này Hoa Kỳ ngày hôm qua thứ năm đã tuyên bố sẽ ngưng lại tất cả các chuyến bay tư nhân tới Cuba và gia tăng thêm cái áp lực đối với chính quyền của Havana trong vấn đề nhân quyền và ủng hộ đã ủng hộ cho cái uh, chế độ độc tài của Venezuela. Việc mà trừng phạt mới này bao gồm luôn lệnh cấm du lịch và tất cả các chuyến bay đặc biệt sẽ bị ngăn cấm bay tới uh, khu vực của Cuba và thủ đô của uh, và đặc biệt chỉ có một vài chuyến bay là được ngoại trừ ở Havana các chuyến bay đặc biệt tới havana gần như là phổ biến từ miami và nơi được xem là có những cái uh, giám đốc điều hành ở các cái công ty ở miami thường xuyên bay tới havana và biến chuyển trên diễn ra giữa lúc mà tổng thống trump đang uh, có một cái cuộc tái tranh cử và ông đang có cái uh, sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng cuba chống cộng sản tại đây và đây được xem là một trong những cái uh, điều then chốt mà cộng đồng cuba vẫn ủng hộ mạnh mẽ cho tổng thống donald trump loan báo về cái uh, chính sách mới và cái tình phạt mới này, ngoại trưởng Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích chế độ cộng sản của ông tổng thống bây giờ của Cuba là Ro Castro đã ta <laughs> phá hủy cái nền dân chủ và bắt bớ những nhà hoạt động cho dân chủ đồng thời đã ủng hộ mạnh mẽ cho chế độ độc tài và xã hội chủ nghĩa của ông Maduro tại Venezuela. Đây là một trong những cái loan báo mới nhất và một trong những cái chính sách mới nhất mà chính phủ Hoa Kỳ đã áp dụng lên đến à, Cuba. Như vậy thì tất cả các chuyến bay tới Cuba đều bị ngưng trệ. Kể cả những chuyến bay đặc biệt, ngoại trừ một hai chuyến bay đến thủ đô Havana, đó là bản tin mới nhất liên quan tới tình hình của khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Trong khi đó thì à, FDA đã đưa ra lệnh cấm sử dụng các cái loại xà bông rửa tay của Trung Quốc, Texas và North Carolina. Và bản tin mới nhất của FDA là không thể sử dụng những loại thuốc rửa tay này và nước rửa tay này. Đặc biệt là có một số loại nước rửa tay do từ phía Mexico sản xuất có chất menthanol và bao gồm luôn cả các nước rửa tay từ Trung Quốc, từ Texas và từ North Carolina, Georgia và Utah. Chất menthanol này được xem là một trong những chất có thể gây ra độc hại. Do đó thì cơ quan FDA đã lên danh sách của các công ty đến từ những nơi này là không thể bán ở trong tất cả các cái tiệm và và phải thu hồi lại bởi vì nó có chất độc. Đây là loan báo mới nhất của cơ quan FDA sau khi mà có một cái tổ chức y khoa đã nhìn chỉ ra cho thấy là có tới 80% cái chất menthanol này nằm ở trong tất cả các cái loại nước rửa tay và nó gây nguy hiểm và hư hại da và có thể dẫn tới những căn bệnh khác cho người sử dụng. Đây là một trong những cái thông báo mới nhất mà cơ quan FDA đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng mà vì đề phòng con siêu khủng vũ hán dẫn tới tình trạng sử dụng và lạm dụng các cái loại thuốc này và gây nguy hiểm cho người dùng đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay trong khi đó sau khi mà phía các cái ngân hàng của Trung Quốc lên tiếng và nói rằng sẽ tuân thủ cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với 11 viên chức của Hồng Kông tất cả các ngân hàng của Trung Quốc hiện nay đã được đã đặt trong tình trạng báo động cao trong lúc mà họ nói rằng sẽ bị tổn thương rất nặng nề bởi các lệnh cấm vận tài chánh của Hoa Kỳ khi nói về vấn đề Hoa Kỳ sắp sửa sẽ có những uh, những cái biện pháp cứng rắn hơn với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều ngân hàng Trung Quốc đã được lệnh báo động là phải uh, nằm ở mức báo động cao khi mà bà Hoa Kỳ sẽ có những cái biện pháp kế tiếp có thể trừng phạt tài chánh đối với những hệ thống ngân hàng nào mà cung cấp cái uh, dịch vụ cho những người đã bị Hoa Kỳ cấm vận Hiện nay thì cuộc chiến này được xem là cuộc chiến mới là cuộc chiến trong thị trường tài chánh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và trong đó thì các ngân hàng của Trung Quốc gồm luôn cả ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc được xem là ngân hàng có cái khối tài sản khổng lồ là Commercial Bank of China tức là ngân hàng thương mại Trung Quốc à, trong cái thông báo vào ngày 31 tháng 7 trong đó họ đã mời tất cả những chuyên gia của Trung Quốc, những nghiên cứu gia của Trung Quốc tới thảo luận về tiềm năng nguy hiểm và giải pháp cho cái ngành kỹ thuật và à, ngành tài chính của Trung Quốc nếu như gặp phải lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đó là theo tường trình của một cái à, cơ quan truyền thông nằm trên WeChat à, kỹ thuật và tài chính sẽ trở thành hai cái công cụ quan trọng để Hoa Kỳ áp lực Trung Quốc và chúng ta phải có một cái sự báo động rất cao về những cái hậu quả có thể xảy ra đó là lời phát biểu của Zhu Kien, được xem là lãnh đạo của ngân hàng ICBC và trong cuộc thảo luận và trong đó thì ICBC cho biết là họ đang chiếm khoảng 40% cái hoạt động ở quốc gia của họ và họ có 13 cái ngân hàng chi nhánh tại Hoa Kỳ. Đây là ngân hàng gọi là Commercial Bank của Trung Quốc và trong cái việc phát biểu này thì các cái giới trí thức của Trung Quốc đã báo động mạnh mẽ trong việc mà Hoa Kỳ có khả năng trừng phạt tài chánh với lại đảng Cộng sản Trung Quốc. Và điều này có thể sẽ gây thiệt hại và gây tổn thất rất lớn cho hệ thống tài chánh của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Bắc Kinh đang lo sợ việc Hoa Kỳ sẽ có những cái trừng phạt tài chánh đối với Trung Quốc. Trong khi đó, kỹ nghệ công xưởng và kỹ nghệ bán lẻ của Trung Quốc đã rớt xuống tê thảm trong tháng 7 vừa qua. <laughs> tình trạng mà suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc, suy yếu của ngành công xưởng và ngành bán lẻ đã sụt giảm khiến cho Trung Quốc phải lo lo lắng. Bất kể là trong tháng trong tháng trước thì Trung Quốc đã gia tăng 7.2% trong cái việc xuất cảng so với năm ngoái. Tuy nhiên, thì cái phạt sản xuất của tháng này theo báo cáo chỉ có 4.8% và đây là cái mức thấp nhất và mức bán lẻ của Trung Quốc đã tục giảm 1.1% trong cái thị trường nội địa của họ và điều này đang gây lo ngại bởi vì tình trạng lục lọi ở các tỉnh miền Nam. Cơ quan xác nhận cái, cái cái cơ quan xác nhận về dữ liệu về việc làm cũng như là về à, kinh tế của Trung Quốc cho biết là mặc dù Trung Quốc đã có khoảng 6.7 triệu việc làm, tuy nhiên vẫn còn có 2 triệu việc làm vẫn đã bị mất đi và trong đó thì tổng cộng trên toàn quốc đã có khoảng gần 100 triệu việc làm bị mất và mới có sáu là khoảng hơn 6 triệu việc làm. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất từ phía Trung Quốc cho thấy ngành bán lẻ và ngành công xưởng của Trung Quốc đang đối diện với những cái khó khăn trong cái giai đoạn đại dịch mùa hè và điều này có thể kéo dài cho tới năm tới và phía Trung Quốc đã cảnh cáo rằng là phải có những cái chính sách thắt lưng buộc bụng để đối phó với tình hình khó khăn giữa lúc mà đang có những căng thẳng đối với Hoa Kỳ Đó là bản tin liên quan tới tình hình Trung Quốc ngày hôm nay Trong khi đó thì công ty ByteDance tức là công ty mẹ của công ty TikTok Đã bắt đầu kiểm duyệt những cái nội dung chống Trung Quốc ở tại Indonesia cho tới giữa năm 2020 Đó là một trong những cái bản báo cáo mới nhất Bản tin từ Singapore cho biết công ty ByteDance công ty đang có là chủ của công ty TikTok mà bị Hoa Kỳ cấm đã cho kiểm duyệt tất cả những cái nội dung chỉ trích chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc trên tất cả các cái app của họ à, từ đầu năm 2018 tới năm tới giữa năm 2020 và sáu người đã đưa đã tiết lộ điều này với lại hãng thông tấn Reuters. Tất cả các nguồn tin cho biết là những cái à, kiểm duyệt viên của công ty biden ở khu vực này đã delete và đã xóa bỏ tất cả những cái nội dung nào mà được xem là tiêu cực đối với chính quyền đảng cộng sản trung quốc và trong một cái statement gửi cho hãng thông tấn reuters thì phía công ty biden đã lên tiếng và nói rằng là cái trang web mà baka berita còn gọi là baby app nói rằng họ không có hề gọi là delete hoặc là xóa đi những cái nội dung chống trung quốc tuy nhiên các nguồn tin theo của hãng thông tấn Reuters ghi nhận được từ 6 nguồn tin kể cả những nhân viên làm việc cho cái trang app này nói rằng từ năm 2018 cho tới giữa năm 2020 thì công ty Biden đã ra lệnh kiểm duyệt tất cả các nội dung và không thể có bất cứ một lời chỉ trích nào đối với chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc và nếu có là phải lập tức xóa đi ngay lập tức. Công ty Biden tại Bắc Kinh đã vẫn chưa lên tiếng cho những cái lời phát biểu này. Tuy nhiên, trang app baby à, được xem là một trang app rất nổi tiếng tại indonesia nằm dưới quyền quản trị của công ty ByteDance và trong đó thì họ phải đáp ứng tất cả những đòi hỏi của công ty à, của cái luật lệ của trung quốc và tổng thống trump thì đã đe dọa shutdown cái uh, trang uh, cái trang tiktok của uh, công ty này ở tại hoa kỳ bởi vì nó đang gây hại tới nền an ninh quốc gia và nó đã bị uh, dùng để là lấy dữ liệu của người dân hoa kỳ cung cấp cho nhà nước cộng sản trung quốc và giờ đây thì tới phiên Indonesia báo cáo rằng chính Biden đã tiếp tay kiểm duyệt ngăn chặn tất cả những nội dung nào chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Indonesia ngày hôm nay. Trong khi đó, Trung Quốc đã bắt đầu cho thử nghiệm tiền điện tử của họ để nhằm có thể thúc đẩy cái nền kinh tế. Trung Quốc cho biết rằng là họ đã bắt đầu cho thúc đẩy cái việc sử dụng cái đồng tiền điện tử nhân dân tệ theo tường trình của Wall Street Journal đưa ra ngày hôm nay. Bộ Thương mại của quốc gia này trước đó nói rằng tiền điện tử của Trung Quốc tức là trả tiền qua hệ thống điện tử sẽ được thử nghiệm ở một số thành phố lớn trước khi phát triển ra toàn khu vực bao gồm cả tỉnh Hà Bắc và ở cái khu vực dọc theo cái dòng sông Dương Tử, tỉnh Quảng Đông và các thành phố gồm có Bắc Kinh, Thiên Tân, Hồng Kông và Macau. Bộ Thương mại cho biết rằng là sẽ có một số khu vực được xem là nghèo hơn thì vẫn chưa sử dụng và được chưa có đi thử nghiệm trong việc mà chi trả tiền điện tử đây đây là gọi là tiền điện tử nhân dân tệ và trong cái lúc mà đang thử nghiệm này thì nó sẽ không được công bố ra bên ngoài tuy nhiên thì phía Trung Quốc cho biết là để thúc đẩy nhanh trong cái việc mà sử dụng tất cả những cái nguồn tiền điện tử thì bây giờ chính quyền Bắc Kinh đã thúc đẩy và nó sẽ khởi đi từ Thẩm Quyến, từ Phú Châu, từ Thành đô và từ tỉnh Tây An đó là những khu vực mà sẽ được phép sử dụng tiền điện tử của Trung Quốc để thử nghiệm. Đây là một trong những cái đòn phép mới của Trung Quốc trong kỹ nghệ tài chính. Trong khi đó thì đã có những cái fake order, pre-order tức là những cái đơn đặt hàng giả về cái vaccine chống con siêu vi khuẩn Vũ Hán tại Trung Quốc. Bản tin mới nhất từ Đài Bắc cho biết trong lúc mà cộng đồng quốc tế đang bước vào giai đoạn 3 của cái vaccine để chuẩn bị cho ra đời thì Phía Trung Quốc đã bắt đầu có những cái đơn đặt hàng mà họ gọi là fake or pre-order tức là những cái đơn đặt hàng giả mạo trong đó sẽ uh, lấy tiền lên tới 215 Mỹ Kim cho 3 shot, tức là 3 liều thuốc vaccine. À, phía uh, truyền thông của Trung Quốc tường trình rằng đã có một số người đã quảng cáo ở trên cái trang WeChat và họ chỉ nhận tiền mặt trước họ sẽ nhận tiền trước và sẽ có thuốc đi sau và điều này là một cái hành động gọi là giả mạo và đang có những cái hành động này bùng nổ ở trên trang WeChat và một số những trang mạng Weibo của Trung Quốc. Trong đó đã bắt đầu quảng cáo trả tiền trước để mà chiếm chỗ và đặt hàng trước đối với lại vaccine chống siêu vi khuẩn của Hán giữa lúc mà cộng đồng quốc tế vẫn chưa có vaccine. Ngoài trừ nước Nga thông báo thì cộng đồng quốc tế đang bước vào giai đoạn thứ ba các công ty trên toàn thế giới đang bước vào giai đoạn thứ ba thử nghiệm cái loại vaccine này trước khi cho ra đời. Nhưng tại Trung Quốc đã bắt đầu rầm rộ quảng cáo các cái loại vaccine và người dân Trung Quốc phải trả tiền trước để giữ chỗ. Đây là một trong những cái tin mới nhất từ phía Trung Quốc cho thấy là tình trạng lừa gạt người dân và tình trạng mà sử dụng tất cả những cái thông tin liên quan tới vaccine để gạt tiền người dân đang bùng nổ tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Philippines, một thủ lãnh của một nhóm dân quân từng có những hành động giả mang về việc mà gọi là chặt đầu người khác đã đầu hàng tại Philippines. Đây là bản tin mới nhất. Tin từ Manila, lãnh đạo nghi can của một nhóm dân quân từng bị nghi ngờ là có liên hệ tới việc mà chặt đầu các con tin bao gồm cả hai công dân Canada và một công dân của Malaysia ở miền nam Philippines đã ra đầu hàng sau khi bị thương trong một cuộc chạm súng. Người chỉ huy trưởng của lực lượng Hồi giáo này là nhóm của Abu Sayyaf có tên là Adu Jihad. Sun uh, Susukan đã chính thức ra đầu hàng với lại phía lực lượng của Philippines và sau khi có cuộc đàm phán với cảnh sát tại khu vực ở thành phố Davao nằm ở phía nam Philippines, ông này đã bị uh, truy tố với hàng loạt các cái vụ án mà trong đó bao gồm 23 vụ sát nhân và trong đó bao gồm luôn ra 6 vụ à, sát nhân cấp cao và 5 vụ à, bắt cóc theo tường trình của cảnh sát trưởng của toàn quốc là Archie gabua đã cho biết như trên. Ông này được xem là một chỉ huy cao cấp của lực lượng Hồi giáo Abu Sayyaf và đang bị giam giữ trong nhà tù của Philippines. Nhóm dân quân này đã chiến đấu à, và đã có những cái hoạt động bạo động ở khu vực miền Nam Philippines nơi mà phía Hoa Kỳ và Philippines đã hợp tác chống lại các lực lượng tổ chức khủng bố hồi giáo cực đoan. Họ thường thực hiện các vụ đánh bom, bắt cóc tống tiền và kể cả việc mà chặt đầu những con tin nếu như không đạt được cái mục tiêu họ muốn và họ có khoảng 300 tay súng, hầu hết là những dân làng nghèo khổ chạy theo họ để mà có thể kiếm sống qua ngày. Và bây giờ thì nhân vật này đã chính thức ra đầu hàng với chính quyền của Philippines đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Á Châu Thái Bình Dương và Bắc Hàn đã giải tỏa lệnh phong tỏa ở thành phố biên giới. Đây là tin mới nhất từ phía Bắc Hàn. Chính quyền Bắc Hàn ngày hôm nay thứ sáu cho biết họ đã giải tỏa 3 tuần lễ phong tỏa trong cái ga thành phố và cái thị trấn ở biên giới khi mà đã có một người đào tị từ Nam Hàn qua Bắc Hàn mà tình nghi là bị con siêu vi khuẩn vũ hán. Việc này cho thấy rằng là phía Bắc Hàn cho tới giờ phút này vẫn tuyên bố họ không có một trường hợp nào lây nhiễm bởi con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Trước đây vào tháng 7 thì thành cái thị trấn Kasong nằm ngay biên giới giữa Nam Hàn và Bắc Hàn đã bị phong tỏa sau khi một người đàn ông 24 tuổi đã bị bắt giữ ngay lúc mà ông ta băng qua biên giới từ phía Nam Hàn và sau đó thì ông ta có triệu chứng là lây nhiễm con siêu vi khuẩn này và nó cho thấy tình trạng chống đại dịch ở Nam Hàn đã hoạt động một cách rất tốt và chúng ta đã kiểm soát không để cho đại dịch này lây lan tới Bắc Hàn. Đó là lời phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong Un khi trả lời với đại đài, đài truyền hình của Bắc Hàn và ông ta đặc biệt cảm ơn những người dân ở trong khu vực bị phong tỏa đã hợp tác toàn diện với uh, Đảng và nhà nước và bất kể là cuộc sống của họ rất khó khăn trong lúc mà tự cách ly. Phía Bắc Hàn đã ra lệnh uh, tài trợ một số thực phẩm và các dụng cụ y tế cần thiết cho khu vực của cái thị trấn này khi mà thành phố này và cái thị trấn này đã bị phong tỏa và ngày hôm nay thì chính thức lệnh phong tỏa đã được bãi bỏ đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực á châu thái bình dương và liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay đầu tiên hết là bản tin từ hãng thông tấn reuters cộng sản việt nam cuối cùng đã quyết định mua cái vaccine từ nga ngay sau khi nga đã tuyên bố rằng là có vaccine Cộng sản Việt Nam đã ghi danh mua à, vắc xin của Nga theo lời à, báo cáo của Đại hình Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay giữa lúc mà tình hình đại dịch này đang bùng nổ ở một số nơi tại Việt Nam. Nga cho biết hôm thứ Tư là họ có thể có được cái à, vắc xin đầu tiên trên thế giới trong vòng 2 tuần lễ tới và bác bỏ tất cả những cái lời lo ngại của các chuyên gia bởi vì không đủ thời gian để thử nghiệm các vaccine này và họ đã chấp thuận cho phát hành và cho pha cho sản xuất vaccine và Việt Nam vẫn tiếp tục tìm cách và uh, mua vaccine từ phía Nga đây là một trong những cái lời tuyên bố mới nhất và phía Cộng sản Việt Nam chuẩn bị là mua từ 50 triệu cho tới 150 triệu liều vaccine từ Nga theo tường trình của một uh, tờ báo ở trong nước và tờ hãng thông tấn Reuters đã cho chuyển dịch lại và một số sẽ được tặng từ nước nga tức là donation tuy nhiên thì việc donation này không biết có hay không tức là nga tặng cho việt nam một số liều vaccine đây là cái báo cáo từ phía cộng sản việt nam phía nga thì vẫn chưa lên tiếng cho biết rằng họ đã có phía đặt hàng từ phía nào tuy nhiên thì nga cho biết là họ sẽ thúc đẩy việc sản xuất vaccine sớm hơn trong khi đó thì à, cộng sản việt nam được xem là những quốc gia đầu tiên đã lao vào và mua vaccine của nước nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam và cuộc thanh trừng của nguyễn phú trọng đã tới hồi hấp dẫn hơn sau khi có thêm một à, thứ trưởng của bộ giao thông vận tải có tên là nguyễn hồng trường đã chính thức à, bị à, bắt giữ bản tin cho biết là ông này đã bị truy tố tội à, À, liên quan tới việc xây dựng cái đường cao tốc ở trung gọi là đường cao tốc Trung Lương và đặc biệt là khi mà ông ta đã che quy ký quyết định cho một công ty à, có tên là Yên Khánh trúng giá thầu và cái 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 giá đầu tư này là khoảng gần 10.000 tỷ đồng và sẽ hoạt động từ năm 2010 và sau đó thì đã à, giao quyền cho công ty này. Tuy nhiên, trong cái lần phát hiện mới nhất thì ông này đã được hưởng rất nhiều những cái quyền lợi từ những công ty mà ông ta ký cho quyền đấu thầu để mà xây dựng các cái trạm BOT và xây dựng tất cả những cái đường cao tốc à, ông ta làm việc dưới quyền của Đinh La Thăng trước đây và chính thức ông ta đã bị bắt giữ và bây giờ ông ta bị truy tố về tội vi phạm kế hoạch kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát tại công ty tập đoàn cổ phần yên khánh đây là một trong những cái uh, cuộc thanh trừng mới nhất mà Nguyễn Phú Trọng đã nhắm vào tất cả các cái phe phái đối lập với ông ta. Cách đây mấy ngày thì Nguyễn Đức Trung đã bị cách chức ra khỏi cái uh, chức chủ tịch của thành phố Hà Nội và bí thư thành ủy của thành phố Hà Nội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam. Và cuối cùng thì uh, liên quan tới tình hình Việt Nam, ông Trương Duy Nhất đã bị giữ nguyên bản án 10 năm tù giam sau khi mà đơn kháng án của ông đã bị bác bỏ phía viện kiểm sát của cộng sản việt nam đã tránh né và khi mà không muốn không muốn tranh cãi với lại luật sư biện hộ và cuối cùng thì chủ tọa phiên tòa tuyên bố chấm dứt cuộc tranh luận và cuối cùng họ đưa ra cái quyết định là sẽ tiếp tục giữ nguyên bản án đối với ông trương duy nhất đây là một trong những cái bản án dành cho một à, kẻ được xem là phản kháng và có ý à, à, chỉ trích đảng cộng sản Trung Quốc và đi ngược lại với quyền lợi của đảng cộng sản, à, xin lỗi có gì đảng cộng sản Việt Nam và đi ngược lại với quyền lợi của đảng cộng sản Việt Nam và gần như là cái vụ án này được xem là một thứ hài kịch ở trong cái gọi là à, hệ thống tư pháp của cộng sản Việt Nam và đó là bản tin cuối cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho phần tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình. Houston nhật ký chiều ngày hôm nay lúc 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Cảm ơn tất cả khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.